Vâng, xin chào tất cả các bác tài đã quay trở lại với kênh của em Thành Xin Nói Chắc. Hôm nay em Thành sẽ quay cho các bác cái mẫu xe tải thùng tải 3 tấn rưỡi các bác nhé. Đây là cái mẫu xe vừa ra mắt của nhà máy TMT, cũng là đầu năm 2024, với cái nhiều cái ưu điểm rất là hay và vượt trội so với các xe khác cùng phân khúc. Thứ nhất là về cái kích thước lòng thùng của chiếc xe cấp tần E350 này sẽ có một cái kích thước thùng lên tới 15 khối các bác nhé. Và chiều dài lọt lòng của chiếc xe này nó sẽ dài tới 4m350. Đấy, chiều rộng là 1m85 cũng như chiều cao là 1m85. Ở phiên bản khung mui phủ bạt này chúng ta sẽ thấy đấy, cái thùng được đan sát xô cũng như là các khung rất là dày và chắc chắn. Đấy. Đây. Tất cả thùng đều đóng từ inox các bác nhé. Đấy, rất là bền. Phần đuôi thùng đây. Còn đối với một tính năng khá là hay ở trên chiếc xe Captain E350 này, đấy là cảm biến lùi các bác nhé. Khi chúng ta lùi rơi vào khoảng 50 phân thì cái cảm biến lùi này nó sẽ phát huy tác dụng và trên cabin nó sẽ kêu tít 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 giúp chúng ta nhận diện được cái khoảng cách an toàn đối với xe khi chúng ta lùi. Đấy, đèn hậu thì cũng đã được bọc để đảm bảo an toàn cho cụm đèn. Về cỡ lốp thì chiếc xe này đang trang bị một cái cỡ lốp rất là to và lốp trước lốp sau đều cùng một cỡ các bác nhé. Đấy, chạy thế thì xe nó sẽ là khỏe hơn. Lốp 7R16. Và đây là cầu sau này. Đấy, cầu xe này với tỷ số truyền 5.38, cầu DFAC các bác nhé. Đấy, cầu DFAC. Và các bác đang thấy ở đây là một cái thanh răng cân bằng. Đấy, khi chúng ta di chuyển với tốc độ cao cùng với hàng hóa trên thùng ấy thì thanh răng này giúp cho xe sẽ ổn định hơn khi các bác đi vào cua, vào góc nghiêng. Đấy, đường gập ghềnh sẽ giúp xe cân bằng. Nói đến phần cabin của chiếc xe Captain E50 này, 350, thì các bác thấy đây là một thiết kế rất là đẹp mắt và hiện đại nhé. Cụm gương 2 tầng. Các bác tài đã từng lái thử chiếc xe Captain E350 này, đánh giá rất cao bộ gương đôi 2 tầng này, cho chúng ta cái tầm quan sát rất là lớn, rất là rộng. Đấy, đặc biệt mặt trước cabin các bác có thể nhìn thấy giải đèn cùng với cái mặt ca lăng tạo thành một cái điểm nhấn cho cabin. Đấy. Đây là đèn định vị ban ngày nhé các bác nhé. Đèn định vị ban ngày có độ sáng trung bình thôi, giúp chúng ta nhận diện chiếc xe này từ xa. Đấy, đèn pha cốt xi nhan. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái cụm đèn gầm và cản là bằng thép nhé, rất là chắc chắn. Đấy. Và một số cái đặc điểm khá là hay ở trên chiếc xe Captain E350 này, đấy là đang trang bị một cái bình dầu các bác nhá, một cái bình dầu dung tích chứa lớn và được làm từ nhựa. Đấy. Nhựa đen. Một cái gì nhỉ? Cái gì gọi là nhựa gì nhỉ? Nói chung cái này là an toàn, khi mà các bác không may xảy ra va chạm thì nó sẽ không sinh ra tia điện cũng như là không thể nào mà nó gây ra cháy nổ được. Đấy. Và về phần động cơ là phần trái tim của chiếc xe đang trang bị cái khối động cơ Isuzu các bác nhé. Động cơ Isuzu với dung tích xi lanh 2.77 lít, 4 kỳ 4 xi lanh. Đấy, động cơ rất là mới, một cái động cơ nâng cấp đời 2024. Và đây là động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nên là sẽ có một cái bình khí thải để các bác dùng. Và bên trong nội thất của chiếc xe đây các bác ơi. Đấy, nội thất xe nhé. Trang bị 3 ghế ngồi, ghế bọc nỉ. Xong đấy thì vô lăng sẽ được trợ lực lái dầu. Có kính điện, có khóa điện, có điều hòa 2 chiều. Không gian lái rất là rộng rãi, cũng như đặc biệt cái phần cửa này, cửa xe của con xe Captain E350 này rất là chắc chắn, chắc nịch luôn các bác, khi mà trải nghiệm lái thử mở đóng cửa xe rất là ngon.
phần số thì vào mượt mà. Và nổ máy, tiếng máy của dòng Isuzu thì các bác biết rồi, rất là phê các bác ạ, rất là êm. Và giá xe của chiếc xe Captain E350 này thì đối với phiên bản không mui phụ bản thì nó chưa đến 460 thì các bác có thể lăn bánh đầy đủ rồi. Còn về thùng kín cũng khoảng đấy thôi. Nếu bác nào cần xe 3,5 tấn có thể nghiên cứu đến chiếc xe Captain này. Đặc biệt là chiếc xe đang có hệ thống phanh ABS cực kỳ an toàn, giúp các tài đi đường nó sẽ tăng cái tính an toàn của mình lên, đảm bảo tính mạng của mình. Bác tài nào đang tham khảo xe nhé thì có thể cân đối cái dòng xe của DFAC, dòng Captain E350 này. Và bác tài nào tài chính hạn chế, đang còn hạn hẹp và muốn lên đời xe thì có thể qua bên em hỗ trợ trả góp cho bác lên tới 75%, 75% các bác nhé. Địa chỉ TMT Phú Nghĩa, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Trường Mỹ, Hà Nội. Đấy. Các bác cần lái thử inbox trực tiếp cho em hoặc liên hệ qua số điện thoại em Thành ghi ở phía dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bác tài. Hẹn các bác tài ở các video sau.